Hello, xin chào quý vị và các bạn, trở lại với fanpage và kênh YouTube của Hoàng Nha TV. Hôm nay chia sẻ một thông tin rất là hay. Cách đây khoảng 9 ngày 10 ngày là ngày 23 tháng 10 ấy, mình có lên clip là quy định về điều kiện và diện tích tách thửa tại tỉnh Khánh Hòa đúng không ạ? Mình đưa lên một cái văn bản từ 2022-2023. Thì ngày 28 tháng 10 2024 này đó, thì mình lại có một cái văn bản tiếp là quy định về điều kiện kích thước và diện tích tối thiểu của việc tách thửa hợp thửa đối với từng loại đất trên tỉnh Khánh Hòa. Cả nhà thấy hay không ạ? Đó. Thì hôm nay cũng chia sẻ cả nhà tiếp. Cái gì mới nhất thì đang cố gắng chia sẻ đến quý cô chú anh chị khách hàng để cho cả nhà nắm bắt. Để ai cần cái file này thì inbox cho em nhé, em sẽ gửi miễn phí cho, chia sẻ cả nhà miễn phí. Thì cả nhà chỉ cần cho em một like, một subscribe kênh YouTube của em và chia sẻ clip này lan tỏa nhiều người cần nó là được rồi. Rồi về những cái căn cứ này hay là những cái này thì chúng ta không cần coi nhiều, chúng ta coi những cái chi tiết thôi nha. Đó. Quy định về điều kiện diện tích tối thiểu hợp thửa này. Đấy. Cũng có này, đấy. Rồi tách thửa này. Đấy. Hợp thửa đối với đất cá nhân này, trường hợp này hợp thửa. Các thửa đất tại khu vực đã có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị và nông thôn, quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà vẫn đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch của đất theo quy hoạch được duyệt thì được thực hiện việc hợp thửa đất theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 7 quyết định này. Trường hợp hợp thửa tại các khu vực không có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị, nông thôn, quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì việc hợp thửa đất này và không yêu cầu đáp ứng diện tích tối thiểu tại điều 6 của quyết định này. Điều 6 này quy định về điều kiện kích thước diện tích tối thiểu của việc tách thửa sau khi trừ diện tích đất thuộc quy hoạch chỉ giới giao thông, thủy lợi, hành lang bảo vệ an toàn công trình, khu vực bảo vệ và vành đai an toàn. Có nghe chưa, diện tích sạch đấy cả nhà. Đó. Thì trường hợp tách thửa đất thì ngoài các nguyên tắc điều kiện quy định tại điều 4 quyết định này còn phải đảm bảo các điều kiện sau đây. A. Các thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo kích thước diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 của điều này. Trường hợp thửa đất được tách có kích thước diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa quy định tại quyết định này thì phải thực hiện đồng thời việc hợp thửa với thửa đất liền kề. Thửa đất mới sau khi hợp thửa phải có kích thước diện tích bằng hoặc lớn hơn kích thước diện tích tối thiểu quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 điều này, trừ trường hợp thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất với nhau và trường hợp thửa đất có đất ở và đất khác chung cùng thửa đất ở với đất ở thì thửa đất mới sau khi hợp thửa phải có kích thước diện tích bằng hoặc lớn hơn kích thước diện tích tối thiểu quy định tại khoản 2 điều này. Nói chung là việc tách thửa thực hiện đồng thời với việc hợp thửa đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới. Đối với thửa đất có đất ở và đất khác thì không bắt buộc phải thực hiện cách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa khi đo đạc thửa đất, phần diện tích thửa đất sau khi tách thửa, chuyển mục đích và phần diện tích thửa đất còn lại đảm bảo kích thước diện tích tối thiểu tách thửa theo loại đất đang sử dụng quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 điều này. Thứ hai là đối với đất ở này cả nhà. Thì trường hợp thửa đất ở thuộc khu vực dân cư hoặc thuộc khu vực khu dân cư chỉnh trang thì thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa phải đáp ứng điều kiện về kích thước diện tích tối thiểu như sau. Đó. Đối với đất ở đô thị nha cả nhà, thì thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có bề rộng chỉ giới đường đỏ quy định quy hoạch đó là từ 19 m trở lên. Đó. Thì diện tích tối thiểu được tách thửa phải từ 45 m² trở lên và chiều rộng mặt tiền, chiều sâu thửa đất phải từ 5 m trở lên. Đấy. Có nghĩa là 5 nhân 9 hoặc là 9 nhân 5 đấy cả nhà. Đấy.
Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có bề rộng chỉ giới từ 10 đến 19 mét, thì diện tích tối thiểu được tách phải từ 36 mét vuông trở lên và chiều rộng mặt tiền chiều sâu thửa đất phải 4 mét trở lên. Cái này thì không có gì thay đổi đó, cũng 4 x 9 hoặc là 9 x 4 này đó. Rồi thửa đất tiếp giáp đường giao thông có đường dưới 10 mét thì phải từ 36 mét trở lên, mặt tiền chiều sâu phải từ 3 mét trở lên đó. Đường nhỏ thì được tách mặt tiền 3 mét thì gọi là 3 x 12 đấy. Đó, đối với đất ở nha cả nhà, ở tại đô thị nha. Này, đối với đất ở tại đô thị này. Rồi, đối với đất ở tại nông thôn này, cả nhà lưu ý. Thì thửa đất tiếp giáp là quốc lộ này, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, diện tích tối thiểu được tách thửa phải từ 50 m vuông trở lên và chiều rộng mặt tiền, chiều sâu phải từ 5 m trở lên. Có giờ diện tích sạch là 5 x 10 đấy hoặc là 10 x 5 đấy. Rồi, thửa đất tại các đảo, diện tích tối thiểu phải tách từ 50 m vuông trở lên, chiều rộng mặt tiền, chiều sâu thửa đất phải từ 5 mét trở lên. Đấy. Thửa đất tại khu vực còn lại, diện tích tối thiểu được tách phải từ 60 mét vuông trở lên và chiều rộng mặt tiền chiều sâu đất phải từ 5 mét trở lên. Đối với trường hợp này, tách thửa đất ở hoặc thửa đất có đất ở và đất khác cùng thửa đất trong khu dân cư mà phải bố trí lối đi và các thửa đất sau khi tách thì theo thỏa thuận thống nhất giữa các chủ sử dụng được tách nhưng đảm bảo chiều rộng tối thiểu lối đi là 1,5 mét. Cái này nè, nhìn xem nào. Cái này cũng hơi lủng củng nha cả nhà, mình chưa hiểu ý lắm nè. Đó, phải đọc và phải nghiên cứu đó cả nhà. Đó. Đối với trường hợp tách thửa đất ở hoặc đất thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất trong khu dân cư mà phải bố trí lối đi vào các thửa đất sau khi tách thì thỏa thuận thống nhất giữa các sử dụng của các chủ đất được tách ra nhưng đảm bảo chiều rộng tối đa là 1,5 mét. À, cái này như theo Hoàng Nhân TV hiểu nhá. Là cái này có nghĩa là ví dụ một hộ gia đình bố mẹ muốn tách cho các con phía sau á thì phải mở lối đi tối thiểu là 1,5 mét đó. Kiểu là cái một cái đường đi mét này chắc là sẽ được sử dụng ấy. Đấy nè, thỏa thuận thống nhất chủ sử dụng của các thửa đất này. Đấy. Đối với trường hợp tách thửa không thuộc khu dân cư mà phải bố trí lối đi thì chiều rộng lối đi theo thỏa thuận thống nhất các chủ sử dụng đáp ứng bề rộng tối thiểu của lối đi chung đó là 4 mét. Đọc cái này phải hiểu cả nhà. Ai cần file inbox nha TV để chia sẻ cho. Rồi, đối với thửa đất có đất ở và đất khác nằm trong cùng thửa đất thì việc tách một phần diện tích đất ở của thửa đất phải đảm bảo kích thước diện tích tối thiểu sau tách thửa quy định tại điểm A khoản này. Phần diện tích đất khác được tách cùng diện tích đất ở sau tách thửa không áp dụng quy định diện tích tối thiểu tại khoản 3 điều này. Rồi, đối với thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà phần diện tích đất thuộc phạm vi công trình công cộng thuộc trường hợp nhà nước phải thu hồi theo điều 79 Luật Đất đai. Nếu được phép tách thửa theo điểm A B khoản 2 điều 4 quyết định này thì các thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo kích thước diện tích tối thiểu theo quy định đề mai của này. Đó là đối với đất ở nha cả nhà. Rồi tiếp tục là đối với đất nông nghiệp nè. Thửa đất nông nghiệp trong khu vực quy hoạch đất nông nghiệp khi thực hiện tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu như sau: đất trồng cây hàng năm nè, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy hải sản với tối thiểu 500 m2 là đấy, đó là diện tích tối thiểu được tách ra. Đất trồng cây lâu năm là 500 m2 với khu vực đô thị và 1.000 m2 đối với nông thôn nha cả nhà nha. Đất nông nghiệp nhá, đất trồng cây lâu năm là khu vực đô thị là 500 m2 nha cả nhà và 1.000 m2 đối với nông thôn nha. Còn đối với rừng sản xuất rừng phòng hộ là 5.000 m. đấy cả nhà, đấy nhá, nhiều người hay hỏi nha TV mấy ngày lắm. Đây thì cả nhà cũng nắm bắt, cái nào không hiểu thì cứ inbox cho em sẽ tư vấn cho. Đối với đất nông nghiệp khác là 500 m2 nhá. Rồi trường hợp thửa đất nông nghiệp không thuộc quy hoạch sử dụng đất phải thu hồi quy hoạch sử dụng đất mà được phê duyệt công bố thì người sử dụng đất được tách theo diện tích tối thiểu đối với đất nông nghiệp quy định tại điểm A khoản này hoặc phải chuyển mục đích theo quy hoạch được phê duyệt khi thực hiện tách thửa. Đây này cả nhà, trường hợp đất nông nghiệp không thuộc cái đất nông nghiệp này đó không phải thu hồi á thì chúng ta tách theo trên này đó. Rồi
Trường hợp đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư thì diện tích tối thiểu được phép tái thửa đất nông nghiệp là 200 m² và chiều rộng chiều sâu mặt tiền phải từ 5 m trở lên. Đó. Có nghĩa là trong khu dân cư mà có đất nông nghiệp thì chúng ta tách được 200 m và mặt tiền phải là 5 m, có nghĩa là 5 x 40 đó cả nhà. Đó. Tách thửa đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp khác thì việc tách thửa đất căn cứ vào quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị và nông thôn, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và quy hoạch kế hoạch sử dụng đất để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn để xem xét giải quyết tách thửa. Trường hợp tách thửa đất thương mại dịch vụ tại khu vực không có quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng thì kích thước diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định tại điểm A khoản 2 điều này. Điểm A khoản 2 là trên này này. Đây là nhà đó. Rồi tiếp tục này cả nhà. Trường hợp thửa đất hoặc thửa đất có đất ở hoặc đất khác trong cùng thửa đất có nhiều cạnh hình dạng đặc biệt khi tách thửa đủ diện tích tối thiểu của thửa đất nhưng không đảm bảo kích thước cạnh thửa theo điểm A khoản 2. Điều này hoặc các trường hợp tách thửa đất phức tạp thì giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện báo cáo giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh xem xét giải quyết cho từng trường hợp cụ thể, có là đất méo mó đó cả nhà, hoặc là hình thang, hình tam giác rồi đấy cả nhà, hình dạng đặc biệt này, nó còn có nhiều cạnh nữa, nhiều cạnh thì đặc biệt là đất rừng sẽ là nhiều cạnh lắm. Điều 7, những trường hợp không áp dụng quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa. Việc tách thửa không áp dụng quy định về điều kiện kích thước diện tích tối thiểu được tách thửa quy định tại điều 6 quy định đối với các trường hợp sau: bán nhà thuộc sở hữu nhà thừa định các trường hợp tách thửa do nhà nước thu hồi một phần đất đấy, đất hiến tặng do nhà nước, đất tặng cho hộ gia đình cá nhân để thực hiện các chính sách về xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, xây nhà ở thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và hỗ trợ tổ chức tài trợ, tách một phần thửa đất để hợp thửa thực hiện dự án đầu tư để được cơ quan nhà nước chấp thuận và quy định về kế hoạch đầu tư. Hai là trường hợp thửa đất khu vực đã có kế hoạch phân khu này, quy hoạch chi tiết đô thị và nông thôn, quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc thuộc dự án khu dân cư, khu đô thị đã được nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền đất theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và việc tách thửa hợp thửa đất này làm thay đổi các chỉ tiêu quy hoạch của ô đất theo quy hoạch được duyệt thì thực hiện tách thửa hợp thửa theo quy định phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị và nông thôn, quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được duyệt. Rồi khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất đã hình thành hoặc đã chia tách từ trước tháng 3 ngày 3 tháng 8 năm 2008. Đó. Hiện đang được sử dụng ổn định và diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu tại quy định này. Điều 8 là tổ chức thực hiện đó, thì các sở ban ngành thôi ạ. Rồi quyết định này hiệu lực từ ngày 10 tháng 11. Cả nhà nha, quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11 nha. Để thay thế cho các quyết định sau. Đấy. Cái này em nói cả nhà là cái đây. Cái 2022 này em nói ban đầu á. Đó. Đó, cả nhà lưu ý nha. Đó, thông tin rất là cụ thể. Đấy, cả nhà cảm thấy hay thì cho em xin một like, subscribe và chia sẻ clip này nhé. Cảm ơn cả nhà luôn ủng hộ kênh YouTube của Hoàng Nhân TV.